A Di Đà Phật. Đang đi niệm Phật nhớ lại cái ông này hồi đó mà một số mấy anh em đây chắc nhớ lại là cái ông mà nhớ mà cái người cổ bị lủng mà đeo cái khăn mà ăn cơm lọt không ta? Thỉnh thắc quá em. Ngày xưa. Đúng không, mấy anh em nhìn là kinh khủng luôn. Cái ông đó là cái nghiệp duyên của ổng ngày xưa mà ổng ông chửi cha mắng mẹ ổng có gì không? Với ổng là dùng là thị phi. Vậy mà nguyên cuốn họng ổng bị ung thư. Banh chành cái này luôn, nó ăn đứt cái hàm luôn nha. Nguyên cái hàm nó ăn đứt luôn. Tự nhiên nó đi này bạn nhớ lại cái hình ảnh không đó nè. Cái hàm bứt bứt luôn, đem lấy cái khăn bịt lên gì nè. Là đồ ăn á, gì nè. Ăn đây nó lọt đây nè. Rồi dòi á, nguyên cục dòi nó bò lúc nhúc đây nè. Y Ren là cái ông chồng của cái bà mà kỳ trước đi ra đây mà bà chụp hình đưa đó chú Tâm Viên. Nguyên cục dòi cái này luôn. Dòi nằm chỗ này nó mỏi lúc nhúc vậy đó. Còn cơm ăn là lọt đó. Chửi cha mắng mẹ dùng lời thị phi. Chưa không? Quả báo hiện đời luôn. Tự nhiên đang đi niệm Phật nhớ lại câu chuyện cái ông ngày xưa cách đây mười mấy năm với cái ông mà chồng của bà kia. Kinh khủng không? Mà dòi nguyên cục luôn, có quay phim đưa cho đứa coi rõ ràng luôn. Nhìn một cái là tự nhiên thật sự mà nói mình muốn ói cơm luôn. Kinh thiệt chứ. Bởi vì cái lời thị phi nó ghê lắm. Cái lời tối ngày đi thị phi chăm thọc người khác nó kinh khủng lắm. Nên ai mà có duyên coi những công đoạn này thì tin không tin gì mặc kệ gì. Nhưng mà trong cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi vậy. Tiền kiếm được nhưng mà con cái gia đình mình về sau nó ghê lắm. Tại đồng tiền kiếm nó không có phước. Đồng tiền kiếm không có phước là ghê lắm. Ví dụ như là trong lòng những đức nói là cái trang mạng xã hội mình cũng muốn kết duyên với ta hết. Trên đó nó đa dạng phong phú, đủ tới loại người ở trên đó. Nhưng mà mình có duyên mà mình nghe được phải nhớ kỹ. Cái khi mà quả báo cuối đời nó kinh lắm. Nếu mà mình thường cứ chửi rủa người ta, hỗn ẩu, hung bạo với cha mẹ, không nuôi cha mẹ, không nhìn nhận được cái thiện tâm, về sau quả báo ghê lắm. Nó kinh lắm. Quả báo nó không đơn giản chút nào đâu. Nên mỗi một người chúng ta mình phải nhận thức được, về sau mà quả báo nó đến rồi trở thành kịp. Nó, có nhiều người ta nói câu giống người ta gan lắm. Giống như hồi quả báo kệ, chừng nào quả báo đến tao chịu. Nói thì ghê lắm nhưng mà đến nó không có đơn giản đâu. Trời ơi, cổ họng banh chành mà ăn kìa. Nó, đúng là trong kinh Vô Lượng Thọ nó muốn sống được cũng chết không yên. Sống không được chết không yên thiệt luôn á. Mà mình hộ niệm bao nhiêu ca mà sống được chết không yên mà. Trời ơi, cái hàm gì mà banh chành, cái hàm ăn banh luôn. Rồi đồ ăn bỏ vô lọt đấy. Ghê không? Nên có nhiều cái quả báo nó đến kinh khủng lắm. Cái tội ác hậu với cái tội mà chăm chích người, chữ cha mắng mẹ, hỗn ẩu, làm cho người ta mà xung đột nhau là ghê lắm. Nếu mà ai mà coi có duyên coi công đoạn này, thật sự nếu mà mình tin gì đi sau này quả báo đến thì cố gắng nhớ lại những gì có cái ông thầy ba trợn nó nói mà nó từng nghe. Nhớ lại cố gắng trong lúc đó niệm Phật đi. Tại vì cái bộ nguyện Di Đà mà cứu độ chúng sanh mà chuẩn bị đọa địa ngục mà. Mình cứu độ được mà. Không chi mình chưa đọa địa ngục, mình chỉ tạo nghiệp và hiện nghiệp hiện đời thôi. Mình còn có cơ hội quay đầu. Cố gắng niệm Phật. Niệm Phật có thể chuyển nghiệp được. Nó giống như câu chuyện nãy như Đức kể mà bị xuất huyết não. Và vợ mới niệm Phật cho ổng thôi, mới đem máy niệm Phật này thôi. Vậy mà chuyển hóa. Chuyển hóa luôn. Quá hay luôn. Nên cái công đức niệm Phật này thù thắng. Nó nên mỗi lần nấu ăn đồ niệm Phật vòng vòng kết duyên đồ. Thôi chúc vị an lạc. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.